gian tích sáng. Có bạn và có tôi với bao niềm mơ ước tràn đầy. Để bao nhiêu gian nan ngăn lối, nào cũng lướt qua khó khăn nhường ánh sáng mặt trời. Không ngại chi dù đêm tối, ta mặc con thú ngăn lối, ta xả thân vì chính nghĩa. Những gương mặt sáng lửa cháy sáng bừng trong trái tim, những gương mặt sáng vì nghĩa luôn xa vời. Những gương mặt sáng bạn ơi nhắc mình luôn vững tin, những gương mặt sáng mặc gió mưa cát cả. Nào bạn ơi cùng nhau ta tiến lên, đừng quan tâm lý do người ta nói, đừng lung lay ý chí của riêng mình, cùng mở ra sức xe miền quê. Chào các bạn, tớ là Sirius. Ngày anh tớ đón tớ tới thành phố lớn đã xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Thì ra chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ mà bên tớ từ nhỏ tới lớn có một nguồn năng lượng vô cùng thần bí. Nó là một đội cùng với một chiếc xe đỏ khác. Thần kỳ nhất là hai chiếc có thể hợp thể lại với nhau, biến thành một siêu xe thần thú cực cool ngầu. Và càng thần kỳ hơn nữa là những con siêu xe này, tất cả chúng đều có linh hồn. Thì ra trò chơi siêu xe biến hình này có thật. Những người sở hữu những con siêu xe thần thú này được gọi là siêu xe chủ. Những chiếc xe hợp thể trở thành những con quái thú mạnh mẽ. Hãy gia nhập vào quyết đấu siêu xe của chúng tôi, cùng nhau đi săn nào. Trong câu chuyện của tập trước, thiếu niên nông thôn Sirius lên thành thị. Tại trung tâm nghiên cứu của anh trai cậu là Simon, gặp được chủ siêu xe Reagan. Sirius chưa biết gì hết, lại gặp phải Harry đang có mưu đồ đen tối, tiến hành quyết đấu siêu xe đầu tiên. Và cuối cùng đã giành được thắng lợi. Luffy, xu của bọn em bị anh chơi thua gần hết rồi, vậy mà vẫn chưa qua cửa. Mấy cậu thì biết gì, tớ đang dạy mấy cậu làm sao chơi được điểm cao nè. Đây là thiên đường trò chơi sao? Dragon, bên kia nhiều người ghê, qua đó xem chuyện gì. Cậu trốn kỹ vào. Quá, bọn họ đang chơi chiến thuật siêu đẳng. Muốn qua cửa ba phải di chuyển nhanh sang bên phải. Nhóc con, là cậu sao? Để tớ chỉ cậu chơi game qua cửa chỉ bằng một xu duy nhất. Nghe nè, dễ lắm. Cậu nghĩ gì vậy? Thánh trò chơi Luffy đây mà cần cậu dạy sao? Đừng phiền tớ chơi nữa. Không phải đâu, nghe tớ đi. Chỉ cần đánh trực diện vào boss. Chết rồi, cậu đánh sai hết rồi. Bảo nghe tớ đi thì không. Có lẽ tớ nên để cậu một mình bình tâm trở lại. Tức chết mất. Cứu tôi với. Chưa ai chơi trò này mà bị bom của mình nổ chết cả. Luffy đúng là không phải người tầm thường ha. Thằng nhóc kia, làm tớ mất mặt hết lần này tới lượt khác. Tớ phải dạy cho ngươi một bài học nhớ đời mới được. Sirius, cậu bớt lo chuyện bao đồng đi được không? Tới khi bị đánh cho bầm dập rồi thì đừng nói tớ không nhắc nhở cậu trước. Luffy, nghe tớ nói được không? Ban nãy rõ ràng là cậu sai mà. Bớt xàm đi, đứng lại đó cho ta. Sirius mỗi giây chạy được 3 mét, trong khi đó Luffy chạy được 3 mét mốt, Sirius sẽ bị tóm nhanh thôi. Có chuyện hay để xem rồi. Đứng lại. Sirius, lúc nãy ngươi khoe khoang lắm mà. Giờ chạy tiếp thử coi. Đại ca Luffy, xin anh khoan không? Đừng mở miệng ra gọi anh xưng em. Là thần với người lắm hay sao? Thời gian đi săn bắt đầu. Thời gian đi săn bắt đầu rồi. Giờ phải kiếm đối thủ để đánh một trận đã. Sirius, xem như hôm nay người may mắn. Lần sau ta sẽ xuống sổ với người. Cái gì? Thì ra ngươi cũng là một siêu xe chủ. Ngươi là siêu xe chủ. Vậy thì hay quá rồi. Vậy để ta dạy cho ngươi một bài học trên sàn đấu siêu xe. Còn trốn cũng không thoát. Đúng vậy,
Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ai mới là đại ca của lớp 52 này. Quay nhớ siêu xe thành phố của ngươi ra đây. Nếu đã như vậy, chúng ta đành phải đấu với nhau thôi. Thời gian đi săn đã bắt đầu. Có gì đó sai sai? Tại sao số lượng siêu xe thần thú thức tỉnh ngày càng nhiều vậy? Là do đội săn đêm tối làm hay sao? Đối thủ hôm nay là đây sao? Nhìn có vẻ yếu đuối quá vậy. Đó là bởi vì nó bị tớ dọa cho sợ sanh mật rồi. Siret, trạng thái của đối thủ tốt hơn tớ rất nhiều. Trận này không được chủ quan. Dragon, đã vậy chúng ta đánh nhanh thắng nhanh nào. Hiểu rồi. Mạnh thiệt đó. Không, không hề gây hấn gì. Dragon, ra tay mạnh hơn đi. Biết thế nào là sợ chưa? Bia, 利用荆棘林的地形对手打游击。明白。去，胆小鬼，熊豹，快去追！波拉比亚，哼，这家伙跑得比我快，上蹿下跳，太没劲了。那就华丽的把树林全干掉。 看他还能躲哪去？嗯。星宇，现在怎么办？别急，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 
Thằng nhóc này giỏi trốn đấy. Giờ chỉ cần thêm vài vòng nữa, tới khi đối thủ yếu đi, chúng ta sẽ phản công. Phải trái. Về tới đi, bên phải. Không đúng. Trực giác của một con quái thú mách bảo tớ là bên trái. Thằng nhóc này, đừng trốn chạy nữa. Ra đây đấu với tao một trận đi.
Luffy, nếu cậu biết sử dụng chiến lược, đừng cố tỏ ra mình ngầu, thì tớ đã không thắng một cách dễ dàng như vậy rồi. Ngươi cười còn sớm quá đấy. Xem tuyệt chiêu xuất chiêu của ta đây. Băng phong trưởng. Quả nhiên, Luffy, cậu chưa tìm thấy được Dragon mà đã tự tiện dùng xuất chiêu ở diện rộng, nên không thể nào gây sát thương gì nặng cho Dragon được đâu. Ngươi thì hiểu gì? Khi chiến đấu, phải đánh một cách quang minh lỗi lạc mới là một trận đấu thực sự. Vậy ý cậu là khi cậu chỉ huy, cậu không hề quan tâm tới sự an toàn của đồng đội sao? Dù là bạn học hay là giới siêu xe của mình, tớ luôn luôn thật lòng quan tâm tới họ, chứ không phải chỉ để ý tới bản thân mà không cần biết đối phương đang nghĩ điều gì. Dừng lại, tự dưng muốn mượn sức tớ làm gì? Thằng nhóc mới chuyển trường đó, nó chiếm hết hào quang của tớ rồi. Tớ phải lỡ mà bị lộ thân phận, mỗi ngày cứ tới giờ đi săn, chúng ta sẽ chỉ có thể lủi về nhà như chuột chuỗi thôi. Hơn nữa tớ cũng thua rất nhiều năng lượng sinh mệnh rồi. Đáng ghét, tới cậu cũng không thèm giúp tớ. Xin lỗi cậu, Polavia, tớ... Luffy, tớ còn ngượng dậy được. Chúng ta vẫn chưa thua mà. Đúng vậy, Luffy tớ không bao giờ nhận thua dễ dàng được. Luffy, chúng ta hãy đấu một trận công bằng nào. Dragon, Olavia và tớ sẽ thắng cậu cho mà xem. Hãy xem khí hình của ta đây. Olavia, đòn quyết định. Dragon, nhân dùng Tom Net. Cái gì? Trò chơi kết thúc. Thiếu chút nữa là bị giết rồi. May mà cuối cùng cũng thắng. Luffy, chắc vẫn còn năng lượng sinh mệnh. Cậu đừng buồn nữa nha. Này, nhớ nha, tớ là Polavia. Còn nữa, Luffy không buồn phiền gì đâu. Chẳng qua là cậu ấy chưa nghĩ ra lý do vì sao mình thua thôi. Hai cậu hiểu nhau ghê ha. Đúng vậy, hóa ra quyết đấu siêu xe có thể chơi như vậy nữa. Mấy chiêu của cậu cũng được lắm. Dragon suýt chút nữa là ăn hành rồi. Đúng vậy, Polavia là đối thủ mạnh nhất mà tớ từng gặp đấy. Cậu thật sự rất mạnh đấy, Shiro. Tớ thua tâm phục khẩu phục. Cậu có thể dạy tớ chiêu cuối được không? Thực ra, đó là một chiêu thức judo thôi. Ồ, ra vậy. Thì ra Shiro cũng là một siêu xe chủ, lại thêm một con mồi rồi. Ủa?
William, tớ thấy không ổn rồi. Còn lâu mới đạt 20 km, không được lười biếng. Tha cho tớ đi, tớ mệt lắm rồi. Thật sao? Nếu cậu còn để thua trận nữa, tớ sẽ bỏ rơi cậu luôn đấy. Nhưng tớ biết rồi. Ồ, đã phân tích xong. Mặc dù toàn thắng, nhưng thực tế chỉ mới đấu 2 trận. Xem ra đối thủ phù hợp nhất là... Chết, bị lừa rồi. Dragon. Anh. Buổi sáng tốt lành. Sắp 8 giờ rồi, cẩn thận đi học trễ đấy. Dạ, tạm biệt anh. Dragon, anh tới đi rồi. Cậu có thể ra được rồi đó. Cậu đi đâu rồi? Tớ còn tưởng cậu bị siêu xe thần thú khác săn mất tiêu rồi chứ. Cuộc đi săn của các siêu xe chủ thì liên quan gì đến tớ? Vậy hồi nãy cậu đi đâu? Đấu liên tiếp 2 trận khiến tớ hao kiệt sức lực. Tớ lên sân thượng phơi nắng thôi, xem có phục hồi được chút điểm khí lực nào không. Kết quả là chẳng lên được chút nào. Điểm khí lực thể hiện trạng thái của siêu xe thần thú chúng tớ. Khi điểm khí lực bằng 0 thì có nghĩa là cậu đã thua trận. Ra vậy. Vậy giờ chúng ta làm gì đây? Chơi hay nghỉ ngơi, sao cũng được. Thôi chết, tớ quên mất mình còn phải đi học. Đi trễ mất thôi. Vẫn bị muộn mất 1 phút. Tại sao đi học trễ thì bị phạt đứng ngoài lớp vậy? Tất cả là tại cậu. Không có quan niệm về thời gian, trừ 5 điểm. Không biết cách để robot của mình phục tùng mệnh lệnh, trừ 10 điểm. Điểm khí lực. Chịu thôi. Lại chém gió. Còn tự phong là bách khoa toàn thư về siêu xe chủ nữa. Ngốc ghê. Những vấn đề về siêu xe thần thú tại sao không hỏi robot quái thú? Wallabia, cậu biết cách phục hồi điểm khí lực hả? Đương nhiên. Chỉ cần ngủ một giấc thật say, sau một ngày sẽ hồi phục trở lại thôi. Nói tới đây tự dưng lại thấy buồn ngủ. Nhưng tới ngủ nguyên đêm rồi, chẳng thấy có tác dụng gì. 5 tiếng nữa là bắt đầu thời gian đi săn rồi. Nếu cứ ra trận với trạng thái này, chắc chắn sẽ bị đánh tụt hết điểm sinh mệnh. Luffy, cậu coi người ta quan tâm siêu xe của họ như thế nào kìa. Nè nè, tôi đối xử với cậu tệ lắm sao?